Ông ở đâu mà nãy tôi không thấy mà bây giờ tôi gặp ông? Ông nói tôi ở đâu cũng có hết trơn á, ở đâu đông tây nam bắc chỗ nào tôi cũng có. Tôi nghe là coi như cái người thiệt tình mà đi thì tôi độ à, thì đi lại. Thì ông nói hồi nãy ông đi cái giò như vậy, cái giò ông đi khoan thai, ông đi hình chữ V mà ngon lành, rồi một hồi ông đi cà bái. Tôi hỏi sao hồi nãy ông đi vậy, giờ ông đi vậy cái giò vậy ông? Ông nói tôi muốn đi cái kiểu nào cũng được. Thì từ cái chỗ đó ông mới đi qua bên đó tới điện Dồ Đầu ở bển. Dồ Đầu ở bển thì gần tới Dồ Đầu, ông mới nói định yên yên như cái buồn rồi, về cho tôi gửi lời thăm cái làng Hòa Hảo. Dạ, kính thưa quý cô chú anh chị, thì hôm nay chú Sáu đi viếng mộ của thân phụ và thân mẫu của chú Sáu. Quý cô chú anh chị, thì Châu Phú cũng được nhân viên gặp chú Sáu để nhờ chú Sáu có thể chia sẻ trong cái lúc mà làm từ thiện đi về núi non tìm thuốc quý vị. Và ngày xưa chú Sáu cũng đã sống ở trên chùa Phật Nhỏ Núi Cấm quý vị, thì nghe nói cũng có gặp những cái loại rắn đó quý vị, cũng rất là lớn, cho nên hôm nay trở về đây để nhờ chú Sáu kể lại những câu chuyện xưa tích cũ để cho quý cô chú anh chị nghe cho đỡ buồn trong những cái giờ làm việc mệt mỏi. Và Nam Mô Di Đà Phật, mời quý vị và các bạn sẽ đồng hành nha. Con chào chú Sáu, chào hai đệ nha. Đây là đệ Lam và đệ Thọ quý vị. Thì chào chú Sáu. Thưa chú Sáu, con hôm nay trở về đây đó thì chú Sáu có thể chia sẻ với con mấy câu chuyện ở trên núi đó. Con có nghe Đức Thầy nói là rắn to tên gọi mãng xà trên rừng nó xuống nó tha dương trần đó chú Sáu, nhưng mà bà con nói trước giờ không có ai mà gặp rắn to hết trơn á. Nói Đức Thầy nói cũng như là để cho bà con người ta sợ người ta tu thôi. Vậy thì từ đó tới giờ chú Sáu đi tìm thuốc nam và ở trên núi non đó, thì có khi nào chú Sáu chạm với ông rắn nào không chú Sáu? Rắn to thì Đức Thầy đó giới thiệu, Đức Thầy đó giới thiệu rắn to tên gọi mãng xà, trên rừng nó xuống tha dương trần. Ai mà tu tỉnh chuyên cần làm đường ngay thẳng thì có thần độ cho. Thành ra cái chuyện này là có Đức Thầy có nói. Nam Mô A Di Đà Phật, cháu Châu Phú có hỏi. Thì tôi biết thì bao nhiêu tôi để tôi kể bao nhiêu, còn nếu cái nào tôi không biết thì tôi không có kể được. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, lễ kính Đức Phật, lễ kính Đức Thầy và kính ông cụ Nguyễn Trung Trực, Trâm Quan Cụ Thần, chư vị Sang Thần, chư vị năm non bảy núi cảm ứng chứng minh. Được biết hôm nay vào ngày rằm tháng 6 niên Giáp Thìn, cũng đúng vào ngày và già cháu Châu Phú để các mạnh thường quân để trợ giúp cháu Châu Phú qua để sẵn dịp đó thăm cơ sở từ thiện và trại hòm và nghĩa trang, và song song đó đến đây để ngay chân chỗ mộ của thân phụ và mẫu và bà mẫu để đến đây để viếng thăm để cúng bái. Sau đó cháu Châu Phú có hỏi qua cái đề tài là rắn to tên gọi mãng xà trên rừng nó xuống nó tha dương trần, ai mà tu tỉnh chuyên cần lòng đường ngay thẳng thì có thần độ cho. Thì ngày xưa đó, lúc đó thì tôi ở trên núi đó, thì có một ông này là tên Ba Tùng, gọi là Ba Tùng ở dưới. Để tay xuống được đó, không sao, chú để tay xuống được rồi đó, để hả? sợ chú Khỏi chắp mỏi tay, khỏi chắp tay cũng được nữa. Gọi là Ba Tùng, coi như là chú mà anh Ba Tùng này, ảnh gọi là ảnh là ở tại chùa dưới chùa Phật Nhỏ một chút, là ảnh hay đi qua đồi khỉ. Đồi khỉ đó đó cách từ chùa Phật Nhỏ qua đồi khỉ là nó cỡ khoảng là 500 mét.
mới tới cái đồi khỉ. Thì lúc đó là coi như năm 1987 là anh mới tảng sáng, anh ra Hừng Đông, anh mới đi qua cái khu vườn của anh để anh mần cỏ và chăm sóc ba cái quýt. Thì bữa nào anh cũng đi hết á. Sau cái bữa ngày thứ ba đó thì anh đi qua bển sáng sớm, thì anh Ba Tùng anh đi thì ngay chân chỗ cái đồi khỉ đó, là cái đồi khỉ đó là có cái hang, quý vị gọi là có cái hang mà cái tảng đá cũng bự, cái sân đá cũng rộng, gọi là cái sân đó là bữa nào cũng đi qua sớm á thì mấy ông đó về đó tu không à, gọi là hai ông về đó quý vị, gọi là đi về đó là hai ông một cặp lớn dữ lắm, gọi là cái nia của mình không hơi hám nào hết trơn. Cái nia là bay lớn, gọi là cái nia là nó cái nia nó gọi là nó là tới 6 thước 7 thước cái dòng nia á. Yeah. Ghê vậy. 7 thước mà cái này nó trên 10 thước. Gọi là nằm đó là dắt từ ngay chân chỗ cái điện đó mà đi lại cỡ khoảng chạy dài đó là cỡ khoảng 15 thước. Mà khi ông phanh lại một cái rồi một cái vùng đó hai ông phanh rồi đó thì không có nói tưởng tượng nổi, đen thui à. Mà cái cặp này đó là coi như là ông nào hồi nào tới giờ ông cũng tu, anh Ba Tùng anh nói tu, gọi là tu đó là hồi đó tới giờ ông về hai ông về đó tu là cái bằng là biết mấy chục năm mấy ngàn năm nào nói rồi. Là coi như là đời anh Ba Tùng đó là gọi là với sau này thôi, chứ sau trước đó thì ông già của anh Ba Tùng cũng nó cũng có gặp vậy đó. Cái đời trước rồi sau này đời anh Ba Tùng cũng gặp. Thì hai ông nằm đó thì anh Ba Tùng anh đi tới anh nói nếu mà hai ông sự thật là tu á thì tôi xin bái lại hai ông, mà nếu hai ông mà nhảy tới thì chắc tôi chết chứ không có sống nổi. Ba Tùng anh niệm Phật mà niệm khi ba chật ba vuột. Nó mô với đạo Phật mà mô Phật không học cấp đó không có niệm Phật được nổi. Niệm giết rồi cái lưỡi nó cứng ở trao châu phú. Cứng hết trơn niệm không nổi. Cái niệm Phật với cái Ba Tùng mắt trận trắng anh luôn, anh nói Phật không à. Cấp đó anh không có niệm Phật nổi. Thì trong cái lúc đó thì khi mà nhìn lại thì hai ông mới mộp mộp, hai ông phanh tròn lại mộp mộp. Thì ông Ba Tùng mới nói vậy là hai ông này tu. Gọi là anh Ba Tùng anh quỳ xuống anh lại rồi thì tự nhiên hai ông mới rút đó quý vị, ở tại đồi khỉ rút đi. Rút đi rồi thì vài ngày sau cỡ một tuần sau đó thì anh Ba anh kể gì thì sau đó tôi đi lên là cỡ khoảng một tháng hai tháng trường là tôi nói để coi anh Ba anh nói như vậy mà đúng sự thật để tôi nguyện giái chư thần đây đặng cho tôi gặp. Thì quý vị biết cấp đó là tôi cúng rồi giác sáng tôi đi quyết một lòng đi sớm qua bển coi sao. Đi qua bển đó quý vị thấy đó là cháu Châu Phú thấy là đi qua bển thì nằm cũng y vậy. Chán dáng mặt mày chân tôi đứng ở trên đây tôi mới ngồi xuống cái bẹp không hay. Rồi bắt đầu tôi mới nguyện giái với hai ông độ tôi chứ nếu mà cái này mà hai ông nhảy tới nữa rồi. Thì tôi ca từ tới chỗ đó tôi mới niệm Phật thì nguyện giái chư thần với hai ông rồi hai ông mới rút. Cảm ơn chú Sáu nha. Thì thưa chú Sáu, những cái lời mà của thầy tổ dạy mình đó là phải ăn chay niệm Phật đó. Rồi đó là các cô chú là đạo Thiên Chúa rồi đạo Cao Đài thì sao? Cũng là niệm theo đạo nào niệm theo đạo nấy cũng tốt phải chú Sáu? Thiên Chúa và Cao Đài thì đạo nào niệm theo đạo đó thì coi như cũng niệm Phật và niệm Thánh. Dạ. Rồi coi như mình cũng tưởng rồi đó cháu. Dạ. Thành ra cái khổ này nếu mà niệm Phật rồi tưởng Thánh thì Thánh độ à, qua khỏi khổ khó. Rồi là ăn chay á, yeah. Cũng phải ăn chay. Như bên Cao Đài giáo thì ăn chay không đó, yeah.
gọi là gọi Thiên Chúa giáo thì coi như là bên Thánh đạo, dạ, cũng gọi là niệm Chúa. Dạ. Rồi từ cái chỗ đó là Đức Thầy nói là coi như là Phật Tiên Thánh cùng nhau xuống thế cứu ba tánh, không cần lễ mễ đó, không cần lễ vật gì hết trơn á, mà đạo nào cũng gọi là độ ba tánh hết, coi như là giúp đỡ cho ba tánh hết. Đạo Thánh là tất nhiên là gì? Đạo Thánh gọi là tại gia, gọi là tại nhà, nó gọi là thánh nhân á. Dạ. Gọi là tại nhà, gọi là tiên đạo là đạo tiên, yeah, là làm phước, yeah. Phật đạo là coi như là bao trùm, gọi là lo cho bá tánh tất cả chúng sanh hết, không để cho chúng sanh khổ. Thành ra đó Đức Thầy nó trao thân phận gạn danh hiếu để hỏi dạ thầy nơi chốn mây rồng. Thành ra coi như mình thấy cái lúc ngày xưa đó, mà cái năm Thình Bảo Lục mà Đức Thầy đi cứu độ cho chúng sanh đó, mà lúc đó là chú Hai Tho đó, là chú đi ra miền Bắc đó, cháu biết đó. Lúc đó là coi như là cái năm đó chào 45, gọi là có gom thì ăn gom, dép thì ăn dép, no thôi hà, khổ dữ lắm cháu ơi. Yeah. Rồi từ cái chỗ năm Thình đó, năm chào 45, năm Thình Bảo Lục đó, thì coi như là trong cái lúc đó thì chú Hai Tho đi ra ngoài miền Bắc á, là chú mới dạ chỉ là đem cái đạo của thầy đi ra ngoài để phổ biến, để cứu trợ cho nhân dân bá tánh. Thế như vậy có một gạo, mà có một xe, hai xe gạo mà chú cứu đó là cứ bằng biết bao nhiêu người, một người có hai lít mà cứu giáp hay trơn đó cháu. Dạ. Rồi cái lúc mà đó là coi như giảng của Đức Thầy đó, nguyên nó cuốn thi văn toàn bộ đó, mà coi như là ông mới đưa cho mỗi một người một trang coi hết, mà giáp cái chỗ mà ở ngoài miền Bắc à, thì ai cũng được coi hết. Thì mình thấy coi như cái năm Thình Bảo Lục đó và năm chào 45 đó khổ khó vô cùng, mà vẫn như vậy chia cơm xẻ áo như vậy, mà tới bây giờ mình thấy như vậy đây, hiện tại bây giờ đây đó là có phước đức vô cùng cháu ơi. Thành ra bây giờ Đức Thầy chỉ dạy mình là hãy thương yêu như con một cha và dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặn chọn lành đồ chọn sáng về nơi cõi Tây Phương, mà an dưỡng học đạo cho hoàn toàn, trở lại cứu vớt chúng sanh tất cả trong thiện nam tín nữ tôn giáo của nhà Phật, và lúc gánh việc hãy thường coi kệ giảng, phải giữ gìn phong hóa đức nhà, giữ cho tục lệ chân chánh, bỏ tất cả sự dị đoan mê tín mà làm cho đạo đức suy đồi. Thành ra hồi ngày xưa đó, lúc mà tôi còn ở tại núi Ông Cấm đó, là tôi ở đó là cái khổ khó vô cùng, gọi là bận cái bộ đồ, có một bộ đồ trong mình, mà một bộ thai. Mà trong cái lúc đó đó là tất nhiên là tôi chạy chiếc xe đạp lên trên, mà tôi ở đó là cũng phải làm một tháng trường. Khi đi núi đó thì cháu thấy đó là đi có một mình ơi nè, mà đi đó là coi như lên chển, rồi ở trên chển mới là lo mà công quả tại chùa Phật nhỏ đó. Hồi đó đế sặc tùm lum hết trơn à. Dạ. Tôi mới đi lên trên cái đò, đi qua cái đường chùa Phật nhỏ, đế sặc nó che phủ. Thành ra tôi thấy cái ông đó gọi là bận cái áo dài bóng xiến, oai nghi, cái tướng coi như giống như Đức Thầy vậy đó. Gọi là coi như bận một quần trắng, mà cái áo dài bóng xanh mà bóng xiến, yeah, mà cần cổ ba ngắn cành rạnh. Tôi mới hỏi và bạch thưa ông, ông ở đâu mà nãy tôi không thấy mà bây giờ tôi gặp ông? Ông nói tôi ở đâu cũng có hết trơn á, ở đâu Đông Tây Nam Bắc chỗ nào tôi cũng có, tôi nghe là coi như cái người thiệt tình mà đi thì tôi độ à. Thì đi lại thì ông nói hồi nãy ông đi cái dò như vậy,
cái giò ông đi phan thai, ông đi hình chữ quê mà ngon lành. Rồi một hồi ông đi cà bái tôi hỏi sao nãy ông đi vậy, giờ ông đi vậy. Cái giò vậy ông nói tôi muốn đi cái kiểu nào cũng được. Thì từ cái chỗ đó ông mới đi qua bên đó tới điện Vồ Đầu ở bển. Vồ Đầu ở bển thì gần tới Vồ Đầu. Ông mới nói à định yên yên như cái buồn rồi, về cho tôi gửi lời thăm cái làng Hòa Hảo. Thì ông nói rồi thì tôi dòm lại tôi thấy mất tiêu quý vị. Thì từ cái chỗ đó tới sau tôi về tôi mới tu siết, rồi tôi mở công quả ăn chay cũng lại niệm Phật. Trong cái tâm của tôi là tôi biết là phải, cái đó là tất nhiên là Đức Thầy rồi chứ không ai chứ. Thành ra trong tâm mình biết như vậy. Thì bây giờ mình thấy coi như thời kỳ này thì gán ăn chay cúng lại niệm Phật và có cái phước đức nhiều thì cái khổ khó gì nó cũng vượt qua hết, nạn tai ách gì nó cũng vượt qua. Năm chào 45 ha, là hoặc tới năm nay cũng vậy, nhiều cái nạn tai gì trời Phật cha ông Đức Phật và Đức Thầy và trời đất thì cũng độ mình hết, mà đều coi như mình gán tu quý vị ơi. Thì đến đây thì cháu Châu Phú có hỏi như vậy thì có biết bao nhiêu tôi trả lời bao nhiêu. Thì chúc quý vị trong và ngoài nước được nhiều sức khỏe và có tài có lộc có phước có đức để gán lo cho bá tánh. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Con cảm ơn chú Sáu. Chú Sáu làm ơn cho con hỏi các huynh đệ đi tìm thuốc nam á. Nói ngày xưa chú Sáu đi tìm thuốc ở đâu mà chú Sáu lạc trong rừng, nghe nói là bỏ chạy đâu sức ống quần vậy đó. Cháu Châu Phú hỏi thêm một cái việc này thì tôi cũng trả lời. Hồi ngày xưa lúc năm 85 là tôi đi tại rừng Chỉ An, gọi là đi lấy thuốc, lúc đó là có hai dân đồ dưới quý vị đó là đông lắm, là cỡ khoảng 250 người. Lúc đó là chia ra là 16 tổ, gọi là coi như là bữa đó đi lấy thuốc đó là tổ nào cũng lấy đạt á, thì về sớm một người năm bó. Lúc đó là tôi đi lấy là tôi đạt rồi, là năm bó rồi, thì tôi đi siêu tầm, coi như là vô rừng siêu tầm, coi là đi vô rừng sâu đó quý vị. Gọi là vô rừng sâu là tôi đi vô có khoảng 20 cây số. Ghê vậy. Đi vô tuốt ở trong rừng già, tôi thấy vô vô trỏng là tôi thấy quá xá rồi, đi lạc rồi. Yeah. Thì mấy đứa cháu tôi ở ngoài này nó chặt thuốc mà nó vác ra là đầy hết trơn rồi đó. Mà tôi cỡ khoảng 1 giờ mấy tôi mới ra. Thì trong cái lúc đó tôi đi vô trỏng đó thì cháu Châu Phú biết đó là tôi thấy gọi là một cái ông đó nó đen thùi à, gọi là mình kêu bằng ông đi. Dạ. Gọi là chắc ông may quá chứ không phải là tầm thường đâu. Dạ. Bự hơn cái nia, gọi là phanh tròn một cái là thấy chán dáng mặt mày trên. Tôi mới cấp đó là tôi sửng sốt, tôi ngồi xuống cái bẹp tôi không hay. Tôi nói nếu mà cái mạng này còn thì ông gán ông độ cho con sống để con là lo cho đồng bào và xã hội, nếu mà đến đây cái duyên nó mãn thì đằng này tôi hiến cái thân này cho ông. Thì cấp đó thì tôi mới quỳ xuống, rồi cấp đó là tôi nhìn lại tôi thấy tôi chán dáng hết trơn rồi, sao thấy ông không có nhảy lại mà lại ông mộp ba cái. Thì tôi thấy vậy tôi an tâm, mà tôi sợ quý vị ơi, sợ rồi bắt đầu tôi chạy ra tới ngoài đường lộ đó là khoảng nửa tiếng đồng hồ là quần của tôi nó rách sạch trơn, còn có cái quần ba bớt không, mà cái khăn đỏ thì nó sức luôn quý vị. Khăn đỏ để đâu chú Sáu? Khăn đỏ của sức luôn. Nhưng mà lúc đó là khăn đỏ chú, khăn đỏ bịt ở trên đầu nè. À đi bộ đi tìm thuốc ư? Bịt khăn đỏ hả? Cái khăn chặt tắm mà đỏ đó. Dạ. Cái đi ra rồi thì mấy cháu tôi nó hỏi tại sao nãy giờ ta chặt là giác ra mười mấy người giác là
200 mấy chục bó rồi sao ông mới ra đây? Nó tao đi lạc mấy con ơi, đi lạc tuốt ở trong rừng sâu á, tưởng đâu gầu rồi nãy bay thấy dòm thấy cái quần tao không? Thì mấy đứa nó dòm nó thấy nó cừ nghe gần, nói vậy thôi vậy được rồi thôi, ra nguyện giá với chư thần ra ông ơi. Vì đi về tôi kể ra tôi tưởng đâu chết rồi đó, thì ổng không có chạy tới, nếu mà ổng chạy tới là mệt đó cháu Châu Phú. Thôi luôn ha, ổng nằm ổng bự với không chú? Hả? Ổng nằm á, ổng nằm bự với không? Ổng nằm bự, phanh tròn bự dữ lắm. Vậy ha. Gọi là cái chiếc điểm của mình là cỡ 3-4 chiếc điểm vậy đó. Ghê vậy? Trời. Thấy ghê luôn. Là ổng gắn ha. Cái dãy đó ha là bự bằng, bự là 2-3 tay gì mình dừng cái dãy nó không dám. Dạ ghê vậy ta. 2 tay gì. Dạ dạ, quá ha. Dạ con cảm ơn chú Sáu ha. Bây giờ thoát chết rồi, khóc là thoát nạn rồi giờ. Tao ha là hoặc nhà cửa sập hay là hoặc là cái trong cơ sở từ thiện phòng thuốc nam mà có cần thì quý vị cứ việc gửi cho cháu Châu Phú và mấy cháu để giúp đỡ cho cái hoàn cảnh đó khổ khó của người ta. Gọi là một nắm khi đói bằng một gói khi no. Thì cái này để mình chia nhường cơm sẻ áo và để giúp đỡ cho đồng bào và xã hội mình trong cơn nguy biến. Còn nói cho cái người tu mà có cái tâm Phật coi như là tránh cái sát sanh, không nên sát giết những loài sanh vật, thì có cái phước lớn, gọi là công đức lớn, gọi là đức thầy nó công đức Phật từ bi vô lượng đó, nhiều cái công đức như vậy, sau này mình tu là các loài thú này kia, con này con kia nó cũng có cái lý tánh vậy, nó gặp mình là nó cúi đầu, nó biết ông này ăn chay cúng lại niệm Phật, thành ra không có động địa gì tới mình, thành ra và mấy ông chở cho mình chứ không gì. Gặp các loài thú, gặp các ông coi như là khi ông hổ hay ông sư tử, ông nào cũng vậy, ông dài hay hoặc ông hổ mây, ông gì cũng vậy, mà ông hung mà mình biết ăn chay cúng lại niệm Phật thì cái lý tánh của ông biết, ông trợ cho mình. Thành ra cái tu này nó cũng rất hay. Gọi là người tu là gì? Tu phải có lòng nhân, nhân thương người mến vật, gọi là giúp ích cho đời, gọi là khi chỗ nào khổ khó là có mình tới trợ giúp tất cả cho ba tánh hết, gọi đó là cái chữ tu. Tu là sửa, thấy không? Sửa xấu thành tốt, sửa dốt thành thông, sửa công thành ngay, sửa hư hèn thành đúng đắn, và sửa chúng sanh chứng thành quả Phật. Khi Phật ngày xưa Đức Phật Thích Ca là ngài mình vàng thái tử, ngôi còn bỏ dốc ngọc đông cung phế tước liền, thành ra Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài là thái tử Sĩ Đạt Ta, con của vua và hoàng hậu và ma gia. Ngài đi dạo 4 cửa thành, gọi sẽ thấy sanh và lão và bệnh và tử, rồi từ cái chỗ đó ngài mới nghiệm tứ khổ nên ngài tầm đạo, lo tu tỉnh mặc ai kiêu ngạo, diệt lục căn đừng nhiễm lục trần, chữ sắc thinh chớ có hầu gần, hương với vị sát trần nên lánh, chữ sức pháp treo gương hiền thánh, tránh sao đường mới đặng về thần. Thành ra từ xưa đó mà thái tử mình vàng thái tử ngôi còn bỏ dốc ngọc đông cung phế tước liền, từ cái chỗ đó mình thấy gọi là cái phàm phu của con người không có biết bao nhiêu mà đủ, gọi là cái túi tham không đáy. Quý vị chỉ có người tu để chia nhường cơm sẻ áo với nhau, nó biết đủ là đủ, còn thiếu nó thiếu hoài. Thành ra cái lòng nhân nó rộng rãi khắp cái vũ trụ ở thế gian này không bằng. Gọi là mình tu là có cái tâm Phật rồi, ở trong nhà một bao gạo có thể là nhường ra một người một lon nửa lon gì, nhường cơm sẻ áo là coi như là ai đều cũng no hết. Đó là đúng là cái tâm Phật. Gọi là cái xác này là cái vô thường tạm mượn. Gọi là cái vô thường là gì? Vô là không, thường là bất thường. Khi
lúc sanh đó, rồi lúc tử đó, rồi rồi khi là coi như như vậy thì Đức Thầy có giới thiệu với mình. Đức Thầy là đệ tử trung thành của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Thầy có giới thiệu. Thầy nói gán tu để chết, chứ đừng có chờ chết đến mà chẳng có tu. Thành ra cái câu này Thầy gọi biết bao nhiêu lâu, biết bao lâu rồi mà Thầy gọi cho ba tánh để tu. Thầy biết cái thân này là giả tạm, không có gì bền chắc. Thành ra Thầy biểu mình tu để ăn chay, ăn chay để tránh cái sắc sanh, để có công đức lớn. Và ăn chay phải thương người mến vật, là cái đó tất nhiên là bao la, coi như bao gồm hết là cái tâm Phật nó được vậy. Mà Đức Thầy nói chữ Nam Mô Trì Giới giữ chay, chay thiệt tánh, chay tâm mới quý. Trong đạo Phật quá nên quyền bí, chỗ tâm thần tọa vị nơi thân. Muốn cho nên khuya sớm chuyên cần, lòng chí nguyện sở cầu Phật Thánh. Thành ra mình thấy cái ngờ cái quý vị mà biết ăn chay rồi thì không có cái lúc nào mà rảnh hết. Cũng như trong khắp môn nhân đệ tử của Phật, và như cháu Châu Phú và mấy cháu hết trơn, tất cả biết ăn chay cúng lại niệm Phật và biết lo cho bá tánh, thì không lúc nào mấy cháu là để rảnh hết. Bởi vì thấy cái hoàn cảnh nào khổ khó, và cái hoàn cảnh nào chết chóc, hay là hoặc khoa cấp cứu nào cũng vậy, mấy cháu đều có mặt hết để trợ giúp cho nhân dân bá tánh khắp vũ trụ cả thế gian đất nước Việt Nam này. Mà nếu không có mấy cháu này thì tất nhiên là không có bá tánh đều khổ hết. Bởi vì làm sao là khổ? Bởi vì mà coi như khổ khó thì mấy cháu này đều quay lên tất thời để lo cho bá tánh đều có hết. Thành ra mình thấy cái tâm Phật là nằm ngay chân chỗ đó để cứu độ cho nhân dân bá tánh, gọi là tâm Phật. Rồi ăn chay là tránh cái sát sanh, không sát giết những loài sanh vật, thì nó có cái phước đức và công đức lớn. Từ cái chỗ đó sau này khi nhắm mắt rồi thì mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, thưởng công niệm Phật rất yên lành. Thành ra mình làm gieo cái giống gì nhân gì thì chừng nữa nó mà mọc qua cái quả đó. Coi như trồng cái lành quả vị thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất. Khi nhắm mắt rồi thì coi như về Phật, niệm Phật thì về Phật, chứ không bao giờ mà đi mà không về Phật được. Thì coi như Đức Thầy có chỉ dạy mình như vậy, thì khuyên rằng trong đất nước Việt Nam và ngoài nước gì cũng vậy, mình ráng ăn chay trường không được thì ráng ăn 4 bữa, đang tập lên để có lòng nhân và tránh cái sát sanh. Gọi là thời kỳ bây giờ biết sanh tử chết giờ nào. Thành ra từ cái chỗ đó mình gán tu để chết, chứ đừng có chờ đến chết mà chẳng có tu, quý vị ơi. Thành ra cái người mà biết ăn chay cúng lại niệm Phật thì Đức Thầy nói các chư Phật không khi nào rảnh, tâm từ bi vẫn nhớ chúng sanh. Thành ra lúc nào cũng lo cho chúng sanh, tất cả cho chúng sanh, sợ chúng sanh khổ. Thì coi như cái thời gian này, coi như là cái đất nước Việt Nam của mình, bất quý vị biết xảy ra biết bao nhiêu thiên tai địa ách, lúc hạn hán, rồi lúc thì đất và bão tố, đất sụp, đủ thứ hết. Thì Đức Thầy coi như Phật là già, coi như là biến chuyển để coi như là cho mình biết thấy là cái cuộc đời nó như vậy. Thành ra nó là rất khổ sở vô cùng. Đến đây thì quý vị thấy người ăn chay cúng lại niệm Phật thì ráng coi như là lo cho cái thể xác của mình và cái tâm hồn của mình cho nó được tròn đầy,
Đấy, con cũng đại diện cho Mạnh Thường Quân. Thứ nhất là bác Bảy Nhàn đã gửi, để coi em quay video clip để YouTube nhé, để bác Bảy Ánh và bác Bảy Nhàn đó, thì hai vị này đã gửi cho chị Tuyền Lê ở bên Mỹ là 700 đô. Con xin đại diện cho hai vị Mạnh Thường Quân gửi 700 đô cho chú Sáu là 17.850.000. Thì nữa chú Sáu có chích ra đó, thì thường thường là có 17.500.000 mà có cái tiền lẻ đó là 350.000 để chú chích ra cho mấy em huynh đệ á, là ba người 600.000 để chợ xăng chạy tới lui chú Sáu. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Gửi lời cảm ơn thấy chú Sáu. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, lễ kính Đức Phật, lễ kính Đức Thầy và kính ông cụ Nguyễn Phương Trực, chăm quan cụ thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi, cảm ơn chân minh được biết hôm nay vào ngày rằm tháng 6 niên Giáp Thìn, cũng đúng vào ngày và cháu Châu Phú đưa đến để thăm các cơ sở từ thiện mà có các Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước có cái tấm lòng vàng để gửi cháu để lo làm từ thiện, công tác từ thiện ở đây để lo ăn và lo xe cấp cứu và lo nghĩa trang chạy hợp. Tôi xin đại diện cho phòng thuốc Nam ở ấp An Bình, xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đa tạ công đức của quý vị. Khi dứt lời chúc quý vị được nhiều sức khỏe, có tài, có lộc, có phước, có đức để giúp ích cho đời. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con cảm ơn chú Sáu. Kính thưa quý cô chú anh chị, tại vì là phòng thuốc bây giờ là đang xin giấy phép, cho nên là Châu Phú chưa có quay phòng thuốc, và có những khoản tiền mà quý cô chú kêu phát gạo ở phòng thuốc đó, mua gạo đến rồi hỗ trợ đó, thì Châu Phú đợi khi nào phòng thuốc hoạt động lại, chú Sáu mới cho đến phòng thuốc quay. Thì bây giờ cũng cảm ơn chú Sáu ha, tới chừng nào phòng thuốc hoạt động lại mới được quay, phải không chú Sáu? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn chú Sáu, cảm ơn tất cả quý vị đã xem và ủng hộ nha. Chúc quý vị sức khỏe, an lành và hạnh phúc nha.